Tin mừng theo Thánh Luca. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Đường thập tự. Con đường thập giá đánh bại tội lỗi, sự dữ và cái chết. Vì con đường này dẫn đến ánh sáng rạng ngời của Đức Kitô phục sinh và mở ra những chân trời của một cuộc sống mới mẻ và đầy tràn hơn. Đó là con đường của hy vọng, con đường của tương lai. Trích một bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco nói với giới trẻ về con đường thập giá. Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ về con đường thập tự sắp đón nhận. Với những gì các ông chứng kiến, Đức Giêsu lại đứng oai phong hiển khách, nên các ông không nhận ra con đường mà người sắp bước qua. Đây là con đường của hy sinh, của tủi nhục, nhưng là con đường mang lại ơn cứu độ đích thực. Vậy để làm chứng cho tin mừng, người Kitô hữu có sẵn sàng bước theo con đường thập tự như Đức Giêsu ngày xưa đã đi? Lạy Chúa Giêsu, giữa muôn vàn thử thách, đau khổ, xin giúp chúng con can đảm bước theo Ngài. Nhờ đó chúng con được hưởng ơn cứu độ.